Chào các bạn, trước mắt các bạn chính là các cỗ máy kết hợp nên Celestion Warrior, hay còn gọi với một cái tên khác là God Beast Megazord. Thì các cỗ máy này xuất hiện từ đâu các bạn? Vào năm 2010-2011 đó các bạn, thì Trung Quốc nó làm một bộ phim 5 anh em siêu nhân với cái dạng phim là hoạt hình, và các cỗ máy của nó chính là các con này đây. Và bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái hình thức của nó. Đây, cái hình thức xuất hiện năm 2010 nè các bạn. Để tôi mở sáng lên. Đây, đây là cái hình thức trong phim phiên bản 2010. Thì nó, các bạn nhìn sơ qua các bạn thấy rõ, đây chính là Daizujin, hay còn được biết đến với Dino Megazord, với cái tên gọi là Dino Megazord. Nó đã đảo hoàn toàn. Như các bạn thấy, cái con khủng long bạo chúa thì nó chỉnh sửa lại thành con lân. Con cọp thanh kiếm thì nó chỉnh sửa lại thành bạch hổ. Con tam giác long thì nó chỉnh sửa lại thành con thanh long. Giật long thì nó chỉnh sửa lại thành chu tước. Và con voi mammoth thì nó chỉnh sửa lại thành con huyền vũ. Và các bạn thấy từ năm cái cỗ máy khủng long nó chỉnh sửa lại thì nhìn nó rất là gớm ghiếc, các bạn thấy không? Và 2016 Trung Quốc nó cho ra đời một cái bản phim kỷ niệm với cái tên gọi là Return of Green Dragon, sự trở lại của Thanh Long. Và các cỗ máy này một lần nữa nó làm mới lại. Ở trong phim đó thì nó nói là cái con người máy cũ bị phá hủy và nó xây dựng nên một con người máy mới. Và đây là những con người máy mới xuất hiện ở trong phim. Đây, cho các bạn xem. Con rùa huyền vũ. Tất cả các con máy này nó làm dựa trên các con linh thú của Trung Quốc: thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ và kỳ lân. Và đây là huyền vũ, hình dáng là một con rùa. Và các bạn thấy rõ ràng nó chỉnh sửa lại rất là đẹp. Và cái phiên bản này Trung Quốc nó sản xuất chia ra là hai loại, và tôi mua là phiên bản nó có đai cáp, cho nên cầm trên tay khá là nặng. Và cái phần đai cáp của con huyền vũ là ở chỗ này nè các bạn. Đây, sờ vào mát lạnh. Và tiếp đến là thanh long, con rồng. Tôi rất là thích con rồng này các bạn ạ. Đó, các bạn thấy thân nó dài thuôn và nhìn nó rất là đẹp. Không hiểu sao tôi có cảm tình với con thanh long này rất là nhiều. Và chi tiết đai cáp của nó là cái phần chóp đuôi này. Đây, đó, các bạn thấy. Tiếp đến là con bạch hổ. Bạch hổ này được thiết kế dựa trên con cọng thanh kiếm của Dino Megazord, tuy nhiên nó đã chỉnh sửa lại. Và chi tiết kim loại của nó là cái phần chóp đuôi. Đây, phần này nè các bạn, cầm lên rất là mát lạnh. Và tiếp đến là chu tước. Đây các bạn thấy, chu tước này nó chỉnh sửa lại rất là đẹp rồi các bạn ạ. Đây, dựa trên con giật lông đó các bạn. Và cái phần đầu của nó là bằng chi tiết đai cáp kim loại. Và cuối cùng là con kỳ lân, dựa trên cái con khủng long bạo chúa. Đây, các con thú thì làm rất là đẹp, hình dáng này nọ ok lắm. Tuy nhiên cái mức độ gia công của nó không có được đầu tư, không có được chu chuốt, dẫn đến cái tình trạng là sơn bị lem luốc, chi tiết không được sắc nét, nhiều chỗ đinh nóc á nó dặn không có chặt, khớp lỏng lẻo. Đó là cái những cái điểm mà nếu như nó được một hãng nào đó đầu tư làm thì tôi nghĩ cái sản phẩm này rất là tuyệt vời, không còn điểm gì để chê. Năm linh thú của Trung Quốc được đưa lên phim ảnh và được cách điệu và có thể ráp lại thành một robot rất là hay. Và có một số điểm á, tôi nghĩ nếu như mà lược bỏ đi và thay vào đó một cái chi tiết khác thì tôi nghĩ cái sản phẩm này cũng rất là tuyệt vời. Ví dụ như cái con bạch hổ, cái phần đầu nó nè các bạn, đâu có cần thiết phải vẽ vằn vện như thế này đâu. Lược bỏ nó đi thì nhìn nó sẽ hiện đại hơn. Còn cái này nó hơi bị diêm dúa, các bạn thấy không?
như cái phần kỳ lân này nè. Đây, hai cái này nó ráp thành hai cái mang tay của con robot. Thì một tí nữa ráp ra tôi sẽ chỉ với bạn, nó hơi bị diêm dúa sến súa nếu như nó làm thành một cái đống lửa bằng clear, giống như là tóc nó bốc cháy lửa lên á, như là Ghost Rider đó các bạn. Thì tôi nghĩ là nó sẽ rất là ngầu, và khi mà con kỳ lân mà nó có một cái đống lửa trên đầu thì cũng rất là tuyệt vời, chứ không cần phải làm như vậy đâu. Cái này cũng là thể hiện đống lửa nè, nhưng mà bằng chi tiết này nhìn nó hơi bị diêm dúa. Vậy thôi, và bây giờ tôi sẽ chuyển hóa cho các bạn xem nha, cái cỗ máy của chúng ta. Đây, chu tước trước đi, ta sẽ tháo phần cánh ra. Đó, tháo rồi nó ra, để qua một bên. Tháo ra. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới cái phần này. Nó bị cứng lắm, hơi bị khó lấy ra. Đó, mở ra. Cái chốt này nè các bạn, khá là cứng. Và bây giờ ta sẽ xếp cái đầu lại. Đó các bạn thấy không? Và đẩy con nắp lại. Rồi, như vậy là chúng ta xong cái giáp ngực rồi đó các bạn. Và tiếp theo là đây. Này đi. Bây giờ ta sẽ rút cái này ra. Cái này là một phần của thanh gươm đó các bạn. Một tí nữa ta sẽ tiếp tục làm theo. Và đây, tháo cái đầu con rùa ra. Tương tự, cách ráp của nó tương tự như là con Daijin Dynamegazord vậy đó các bạn. Ta tháo để qua một bên đi. Và tiếp tục ta sẽ mở ra. Rất là cứng. Rồi tiếp tục bên đây. Đó, mở lên. Cách rập y chang à, chẳng khác gì đâu các bạn. Nhưng mà nó còn cải tiến hơn nữa ở cái chỗ là các bạn thấy không, nó tích hợp thêm khớp nè. Và bây giờ cái phần này ta sẽ mở lên, khác chỗ này nè. Xoay qua. Ê, chưa xoay. Phải xếp cái này vào cái đã. Xếp cái chân nó vào thì nó sẽ lòi cái tay ra. Cách ráp nó cũng tương tự như Daijin. Và bây giờ ta xoay lên. Đó, thế là xong một bên tay. Và tiếp tục ta sẽ xoay. Ê, chưa, quên hoài. Ta phải xếp cái này vào trước. Đó, và xoay lên. Thì như thế là chúng ta đã xong cặp tay rồi. Cách ráp y chang Daijin thôi, khác một tí. Và nó có tích hợp thêm khớp nè các bạn thấy không. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để qua một bên nha. Và tiếp đến là bạch hổ. Bạch hổ thì ta sẽ tháo cái này ra. Đó, để qua một bên. Tiếp đến là cái phần đuôi này ta xếp vào. Đó, và phần đầu ta sẽ bẻ lên. Phần chân ta xếp vào. Xoay qua, xếp vào. Và đây, bẻ xuống, bẻ xuống. Cái chân của nó ráp ra rất là đẹp các bạn à. Các bạn thấy không? Và loại bỏ một số chi tiết hoa văn sến súa đi thì nhìn cũng rất là đẹp. Không hiểu sao tôi rất là thích cái thiết kế lần này của Trung Quốc đối với cái sản phẩm này. Có cảm tình tuyệt đối. Và tiếp theo là thanh long. Đây, thanh long. Cái con rồng này tôi cực kỳ thích. Cực kỳ thích luôn các bạn à. Và con rồng này nó sẽ ráp lại thành cái phần chân trái của con robot. Và bây giờ ta sẽ làm. Nè các bạn, ở cổ của nó có một cái đốt nè, ta sẽ thu vào. Đó, các bạn thấy không? Và bẻ lên. Đó. Còn cái chân của nó nè, ta sẽ xếp vào. Đó. Tương tự bên đây cũng vậy. Đó. Cái bàn chân nó bị lỏng nè, nó hơi bị lỏng bởi vì cái chất lượng thi công gia công của nó hơi tệ. Rồi chúng ta bẻ xuống vậy đi cho nó đỡ. Rồi vậy đi, sai một tí còn không sao. Và tiếp tục cái phần người của nó nè các bạn, chúng ta sẽ xếp vào. Đó các bạn thấy không? Bây giờ ta sẽ tiếp tục
xếp cái chân nó lên đó. Và bây giờ bên đây cũng vậy, ta sẽ xếp cái chân nó lên. Đó, thì bây giờ các bạn thấy bốn cái dãy bánh xe nè. Đó, bốn cái dãy bánh xe thì các bạn nhớ tới cái chân tam giác long đúng không? Đó, nó y chang à. Tại vì cái bản thiết kế chính của nó là dựa trên cái đó, bây giờ nó thiết kế lại thì nó vẫn như vậy. Nó vẫn có một cái nét gì đó gợi nhớ. Và bây giờ ta sẽ bẻ cái đuôi nó xuống. Xếp vào nè các bạn thấy không? Rồi, và bây giờ ta ra cái phần chân trái của nó. Đây các bạn thấy không? Từ một con rồng mà nó ráp ra như vậy thì phải nói là rất là ok. Rồi, để qua một bên. Tiếp đến là kỳ lân. Đây. Và cái phần đuôi nó ta xếp lên giống như của khủng long. Để tạm đi. Và bây giờ cái phần hai con chân trước nè, ta xếp vào. Bẻ qua nè, bẻ qua đây. Và tương tự bẻ qua. Rồi, cái phần chân sau nó sẽ là thành đuôi của robot. Còn hai cái phần cẳng chân sau ta sẽ xếp nó lên. Đó, các bạn thấy không, cái khớp nó hơi bị tệ. Đó, như vậy là xong. Bên đây cũng vậy. Và bây giờ ta sẽ mở cái phần ngực nó ra. Đây, trời ơi, cứng quá. Này các bạn, y chang như cách ráp cái con khủng long bạo chúa của Daijujin, chẳng khác gì cả. Và bây giờ ta sẽ xếp cái phần đầu nó vào. Đó, ra đậy lại. Rồi, bây giờ ta sẽ kết nối các phần lại với nhau nha. Các bạn hãy xem cùng tôi. Bây giờ ta sẽ gắn cái phần tai vào nè. Cái phần tai nó hơi bị nặng đó các bạn. Có đại cáp. Đây. Cách hợp thể thì cũng y chang thôi, chẳng có khác gì cả. Đó, xếp vào. Rồi, các bạn thấy như vậy là xong rồi thấy không? Và bây giờ ta sẽ gắn cái con chim vào. Chu tước. Đây, hai cái chấu nè, sẽ gắn vào hai cái chốt này. Đó, ok. Các bạn thấy không? Và bây giờ ta sẽ nói phần chân. Đây, chân. Đó, xong phần chân. Tiếp tục là phần chân còn lại. Đó, chỉnh lại một chút. Và bây giờ ta sẽ gắn cái phần cánh của chu tước vào sau lưng của nó. Nè, nó có cái khớp này các bạn. Gắn vào. Đấy. Bên đây tương tự. Cái khớp nó khá là lỏng lẻo các bạn ạ. Và bây giờ hai cái phần tai của robot ta sẽ mở ra. Tương tự như Daijujin vậy đó. Các bạn thấy cái đầu của nó khá là tệ. Và bây giờ tiếp tục nè. Cái đầu của con huyền vũ, con rùa ta sẽ xếp vào. Đó các bạn thấy. Và bây giờ sau lưng nó nè, nó có một cái lỗ, ta sẽ gắn vào. Đấy, gọn gàng. Và bây giờ hai cái thanh này ta lấy từ con bạch hổ ra khi nãy đó, ta sẽ gắn vào cái phần này. Cái phần này lấy từ con huyền vũ, ta gắn vào. Thức tinh kiếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thức tinh kiếm. Đó, và bây giờ ta sẽ cho nó cầm trên tay.
các bạn thấy cái con này như thế nào? Đối với cá nhân của tôi thôi nha các bạn, không có đại diện cho bất cứ ai cả, thì cá nhân của tôi thấy nó có thiết kế đẹp. Trước tiên là đẹp, sau đó nói về cách ráp thì cách ráp của nó rõ ràng là bị ảnh hưởng, hay nói thẳng thắn hơn đó chính là nó đạo từ đạo duy chin ra, và nó có một số thay đổi ở cách ráp nhất định, tạo thêm một cái sự mới mẻ, và nó được tích hợp thêm một số khớp. Các bạn thấy rõ ràng là như vậy. Nếu như đạo duy chin là dựa vào khủng long và các con thú cổ đại năm con, thì ở đây nó là tứ linh thú và kỳ lân, tất cả đều là thú thần, thú huyền thoại của Trung Quốc. Chi tiết thì theo tôi đó, bỏ một số chỗ như tôi đã chỉ ra đi, như cái phần sư tử nè, cái đầu nó vằn vện nè, bỏ mấy cái vện này đi. Cái phần này nè, bỏ mấy cái chi tiết thừa này đi. Cái tai của nó nè, đó, nó bỏ đi và nó để hai cái đốm lửa clear đó, thì nó sẽ đẹp hơn. Thì như vậy thôi, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến tổng thể của nó, nhìn vẫn là ok phải không các bạn? Cái thiết kế này, cái ý tưởng này thì là hay, là ok rồi. Nhưng cái mà khuyết điểm lớn nhất ở cái mẫu sản phẩm này, đó chính là cái mức độ hoàn hảo trong gia công. Các bạn thấy nè, cái chân của con rồng nè, nó bị lỏng lẻo. Một số chỗ thì nó sơn bị lem luốc, một số chỗ thì nó siết ốc, nó còn bị hở khá là nhiều, và khớp của nó nhiều chỗ nó cũng bị lỏng lẻo. Nhưng để đánh đổi ra một cái hình dáng như vậy thì tôi chấp nhận được các bạn ạ. Như lúc đầu tôi nói đó các bạn, thì Trung Quốc nó cho ra hai mẫu sản phẩm, cùng là một con thôi, nhưng mà một mẫu sản phẩm là hoàn toàn là nhựa, còn một mẫu sản phẩm thì nó có chi tiết kim loại. Và cái mẫu hoàn toàn là nhựa thì giá tầm 850, và cái mẫu này là 900, tầm 900. Giá nó có thể thay đổi tùy theo thời điểm các bạn, thì giá nó xem như vậy đó. Các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào? Hãy comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.